Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, Ninh Bình đâu ạ? À? Alo ạ. À? Tôi đang nghe đây ạ. À? Em đang yêu một người. Vâng. Nhưng mẹ anh không đồng ý cho anh ấy đến với em. Vâng. Vì em có một đứa con riêng ạ. Um, rồi một hôm em, đi, một hôm anh đi chơi với em, anh ấy về bị, bị mẹ anh nắng rồi bận em đã quyết định có thai với nhau để được mẹ anh đồng ý. Ừ. Vậy em có nên có có nên có thai với anh để được mẹ anh đồng ý không? Hay em phải làm thế nào ạ? À? À, tức là bạn đã có một đời chồng à hay là bạn chỉ có con đơn thân thôi? À, em có con đơn thân ạ. À, tuổi các bạn như thế nào nhỉ? Năm nay bao à, tuổi? Em 27 nhỉ? còn anh 29 ạ. À thế à, anh ta thì chưa từng có vợ có con đúng không? Vâng ạ. Tức là trai tân. Còn bạn thì vâng đã có một đứa con riêng và đang là bà mẹ đơn thân. Chính vâng vì điều này khiến mẹ anh ta không đồng ý và hai bạn có quyết định là sẽ có thai với nhau đúng không? Vâng ạ. Có thai chưa? Chưa ạ. Em không dám làm chuyện đấy. Có rồi mẹ anh lại không đồng ý. Rồi. Bởi vì nếu mà nhỡ có rồi không đồng ý thì lại tự nhiên là một thân một mình lại nuôi hai đứa con của hai người đàn ông khác nhau đúng không? Vâng ạ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. chào em. Xin chào anh ạ. Mình đánh giá thế nào về cái cái anh người yêu 29 tuổi của mình? Rắn giỏi, trững chạc, ừ. tự lập, quyết đoán hay là áo nghẹo lắm, cái gì cũng nghe bố mẹ rồi. Anh cũng nghe bố mẹ lắm ạ. Nghe bố mẹ. Ừ. Anh có làm ăn gì không, có tự lập không? Ừ, có Thật ra trong những hoàn cảnh tương tự như của bạn ấy, nếu như may mắn gặp được một người con trai có cái quyết đoán, có cái tự quyết thì không không có khó khăn gì lắm đâu em nó chẳng phải lo lắng đâu mà cái việc cái là việc của anh ta anh phải có trách nhiệm anh ấy thuyết phục bố mẹ anh ấy còn nếu không thuyết phục được thì cũng phải tìm những cách khác không ờ, là phải... anh ừ. cũng bảo là anh thuyết phục bố mẹ rồi nhưng mà ừ, vẫn không được rồi anh bảo là anh hết cách rồi trong cái hoàn cảnh như của bạn ấy không phải một trăm phần trăm các ông bố bà mẹ đều đồng ý đâu ở phần lớn ông bố bà mẹ mà có thằng con trai uh, chưa chắc nó 29 tuổi nó là giai tân đâu nó cũng có thể có nhiều người yêu thậm chí có thể có con riêng con vãi ở đâu nên không biết chỉ biết là nó chưa có vợ và trong đầu các cụ thì cũng hình dung ra con mình đến nỗi nào mà không lấy được một cô gái uh, Đơn thân độc thân để mà có thể thế này thế khác nhất là ở các cái vùng tỉnh lẻ mọi người còn suy nghĩ rất là gì đó là là chai tơ mà uh, vỡ được uh, nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lận thiêu ví dụ đó. tức là một cái quan niệm nó 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 không hay lắm thế nhưng nếu như anh chàng ấy là người này đi làm độc lập có tiền thậm chí tự quyết được mua được nhà ở được riêng tự làm được đám cưới thuyết phục bố mẹ bố mẹ không nghe nói rằng nhưng con yêu cô ấy cô ấy tuy có một đứa con riêng nhưng cô ấy rất là tốt rất tử tế rất yêu con và con nghĩ là chúng con sẽ hạnh phúc thế còn bố mẹ đồng ý hay không thì uh, con cũng xin phép là, là 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 báo cáo vậy thôi còn thì con quyết rồi thế sau đấy thì đưa nhau đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới rồi vân vân uh, một cách đàng hoàng chứ không việc gì là phải cố dặn ra là một cái 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 thai nào đó để sức ép trong các cụ đã nghĩ rằng mình là con gái không đứng đắn chồng không có mà có một đứa con bây giờ lại còn lừa thằng con nhà bà để có một đứa con nữa thì trước thì người ta ghét một sau đấy người ta sẽ ghét 10 biết ngay mà con này nó không phải là loại vừa đấy nó toàn lừa mà đã chắc gì đấy là cháu mình con này nó 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 có thể biết nó ngủ nó ai xong rồi nó đổ oan cho con mình thì sao em phải phải lường trước như thế trong cái hoàn cảnh của mình mình đừng để cho người ta xúc phạm mình có thể hai đứa quyết định là có tha trong người báo cáo bố mẹ bố mẹ còn ầm ý hơn nữa rằng là thằng cu kia nó còn trẻ còn dại không biết gì rồi mình đưa nó vào bẫy vào chồng rồi đã chắc gì là con mình vân vân thành ra khổ ra bàn với, với với với, anh người yêu ấy là bây giờ thì phải nghĩ đi đừng có nói là hết cách đấy là thuyết phục bố mẹ thế trong trường hợp bố mẹ kiên quyết không đồng ý thì anh có cách gì không em bảo anh ấy là nói với mẹ anh ở thì kia đấy nhưng mà anh cứ sợ bố mẹ anh mắng tức là chưa dám nói gì vâng ôi giời thế mẹ bỏ hết cách đã làm đâu mà hết cách thế cho nên cũng đừng bàn đến cái công đoạn sau là có thai có chửa để mà ép buộc anh ấy cứ nói đi mạnh dạn rồi sau đấy anh ấy dẫn em về rồi ờ, các cụ biết đâu lại nhìn thấy mình cũng là người biết làm biết ăn mặt mũi cũng hiền lành tử tế các cụ cũng thương thương ờ, có thể là lúc đầu thì ngăn cản nhưng sau đấy thấy hoàn cảnh của mình cũng 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 dễ chịu thì cũng tặc lưỡi chấp nhận hoặc là nếu không chăng nữa thì anh cũng phải đặt vấn đề đấy, con quyết tâm con yêu cô ấy và vì lý do này vì lý do khác. Thế còn nếu bố mẹ không đồng ý thì cô cũng phải bàn với em là được rồi, để cho anh từ đây đến tháng 6, nếu bố mẹ vẫn kiên quyết không đồng ý thì tháng 7 là đi đăng ký kết hôn. Em chỉ cần uh, lấy cái xác nhận của uh, địa phương uh, hai bên là đều độc thân và tự nguyện lấy nhau đi ra Ủy ban nhân dân xã hay Ủy ban nhân dân phường nếu ở thị trấn thị xã. Thì rồi Ừ, người ta làm cho thủ tục công nhận là mình là vợ chồng đàng hoàng. Thế còn đám cưới không thì tùy. Có nhiều thì đám cưới to, có ít thì đám cưới nhỏ mà không thì thông báo báo hỷ Quan trọng nhất là hai người cùng thông tư tưởng nhất quyết là sẽ đến với nhau đã. Chứ đừng làm cái việc mà mà cứ có con để ép nhá. Bởi vì có người một khác... lần em bảo anh ấy dẫn em cứ dẫn em về nhà anh ấy. Ừ. Nhưng mà anh ấy từng sợ mẹ mắng nữa. Ôi trời ơi thế thì chả <laughs> mong ước gì được đâu anh em ạ. À dẫn bạn gái về nhà mà cũng còn chả dám dẫn thì còn trông đợi gì cái lão này chắc là thế thôi chứ còn bố mẹ quát cho cái rằng nếu mày lấy nó thì mày ra khỏi nhà tao rồi là làm gì làm gì lại 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 xón vào ấy mà đấy anh, anh, anh cũng sợ là bố mẹ đuổi ra khỏi nhà nên anh không dám dẫn em em vào về nhà này. Anh. anh ấy còn sợ như thế, xong rồi thân anh anh chả lo được mình trông đợi gì, bấu víu gì. Ờ, thôi, em 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 đừng có đặt quá niềm tin vào đây mình đã một lần sơ sẩy đợt này nếu có mình phải gặp những người ta chững chạc hơn lớn tuổi hơn quyết định dám quyết dám làm thậm chí người ta còn bao bọc nâng đỡ che chở cho mình chứ cái này để vớ phải thằng cu trẻ danh này, suốt ngày lại sợ mẹ đánh thì thì thì, thì, thì thì, thì, cuối cùng mình lại làm mẹ trẻ của nó thì chết đấy nhá vâng vâng xin cảm ơn anh Minh Đoàn và hy vọng là bạn sẽ có quyết định sáng suốt về tương lai của mình nhá